Xin chào tất cả mọi người nhé. Sáng giờ mưa gì đâu mà mưa dầm, ngày nó mưa dầm. Giờ cũng gần 10 rưỡi rồi đó, gần 10 rưỡi trưa rồi. Có mấy cái nội dung định quay đăng lên cho anh em xem, cho mọi người xem. Nhưng mà thằng con nó ngủ gì rồi mà giờ nó ngủ chưa dậy luôn. Cho nên mình muốn có một cái mà chọc phá nó tí. Nó là đối tác chính để hai cha con làm những cái nội dung cơ bản là mình mượn những cái câu của thánh hiền, của thánh nhân ngày xưa, những câu chuyện nho, những câu Hán Việt, và qua đó là mình cũng có những cái thông điệp rõ ràng muốn gửi đến tất cả những người xem. Oh my God! Wow! Mạnh ngủ gì đâu giờ này ngủ chưa dậy luôn, ghê quá. Hôm nay chủ nhật, cho nên mình nãy là một cái ý định là sẽ trôi lên một phát. Bây giờ nó đang ngủ ở nhà ngoại, nhà bà ngoại đó. Mình có ý định là lên sẽ kêu nó dậy và nói rằng nó trễ giờ đi học, để xem là cái phản ứng của hắn và cái hành động của hắn cái lúc này như thế nào. Giờ mình đi lên xem thử còn ngủ không. Hình như là đang ngủ nên đó. Ông nằm ngủ ghê thiệt, bây giờ chắc phải 10 rưỡi rồi đấy. Trời mưa quá để cho nó ngủ luôn, không ăn sáng rồi. Mưa gió. Anh em xem cái bàn nè. Đấy, cái bàn cha con ngồi dưới nước cũng đóng luôn. Bên dưới nước. Mưa bây giờ vẫn còn mưa mà. Mới ngưng cả mấy phút. Này, nhà ngồi đây. Lên xem nữa. Xem đồng hồ. 10 giờ 25 phút. Wow. 10 giờ 25 phút. Đây nhân vật chính. Đây nhân vật chính đang nằm ngủ. Bây giờ 25 mà bạn ngủ. Dạ con ơi, dậy đi học trễ rồi nè. Giờ đi học trễ rồi. Trời trời, học hành chứ mà giờ nó chưa dậy ấy. Học trễ rồi, dậy trễ. Thôi 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 thôi. Thôi. Thôi 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 thôi. Mấy giờ hả? 6 giờ rưỡi rồi, 6 giờ rưỡi sáng rồi dậy. 6 giờ rưỡi sáng rồi, dậy học bài. Mà trời chết, chạy lên học bài. Thôi. Chạy nha rồi, chạy nha. Chạy luôn phía sau. Sáu rưỡi rồi dậy ra ba với hai với đây. Nó răng xuống miệng không nhớ à, bên đi thứ hai kìa, đánh trống bùm bùm kìa. Rồi thôi 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 chết mà ra rồi. Có bị ấy không? Ra có bị ghi tay không? Ghi tay hả? Chạy 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 chạy. Bảy giờ kém rồi. Quay phim coi cảnh dạy trẻ.
Trường đang tóc hành luôn. Vậy trẻ mới quay á. Đánh nữa là không sạch luôn. Cái vào học bài. Học bài chứ. Mang đồ nhé. Wow. Mang đồ đi học. Để nay bằng đồ đi học chứ. Bên đây học mấy môn? Thứ hai học mấy môn? 4 môn luôn à? Ừ. Quảng chào cơ cho biết luôn. Ra trễ chào cơ nữa. Bị đau nữa mà thôi chứ. Cái này làm sao quay clip được vậy? Thôi. Cái dậy sớm quay clip cái này thôi chứ trễ rồi đi ra học hành làm đấy. Rồi bận nhanh đi chứ trễ rồi, giờ 7 giờ kém, chuẩn bị 7 giờ. Quá giật bài luôn hả? Không xong. Nay đọc trẻ không con? Nay dạy trẻ mà. Đọc trẻ. Con bị đau, nay bị đau luôn. Bé có dạy trẻ không? Ừ. Bé 6 giờ mới dạy. À bé 6 giờ mới dạy hả? Giờ mấy giờ rồi? Bảy. Oh my god. Wow. Đi đâu? Lá thiệt. Ừ. 7 giờ là thật. Ừ, 7 giờ kém rồi. U bằng áo kéo. Bằng áo kéo. Quýu quá mà. Bỏ sách vở vô. Nhưng bỏ lọng con phèo không chứ. Đóng cửa tủ đồ lại. Tủ đồ đóng lại chứ để. Bé vô đóng cửa tủ lại bé. Đóng cửa tủ lại cho anh hai. Đúng đầu đó đầu bạn. Ừ, đi học đi. Bữa nay biết thứ mấy không? Thứ hai. Thứ hai hả? Wow. Chạy ngồi có mấy giờ rồi? Để rồi. Cặp bức luôn. Lấy cái rễ ngồi coi mấy giờ. Mấy giờ? 10 giờ 6 phút hả? À. Học gì nữa? Bảy giờ do ngủ quá mà cho trễ học luôn bữa luôn. Bữa đi thứ mấy? Nhớ là bữa đi thứ mấy.
Bữa nay chủ nhật. Thôi mày im mãi à mồm đi. Thôi. Người trong tác. À, bữa nay chủ nhật. Đã ấy. À, này em thấy không? Lâu em coi nữa. Giờ đi học trễ. Vậy muộn lâu trôn con phát. Quên thời gian luôn, quay giờ giấc luôn, tưởng thứ hai bằng đâu đi học luôn. Quay ra chào mọi người đi. À, đây là một màn trôn rất là thú vị của mình với con trai nha anh em, con gái này. Mọi người tưởng con kéo đi học thiệt hả? Không, đừng lại, vô. Rồi, giờ cởi đồ ra lại. Ra đi ngủ tiếp rồi Trang con. Ngủ tiếp hả? Thôi nấu cơm trưa rồi. Bây giờ là 10 giờ 36 rồi anh em nha. 11 giờ kém rồi. Bây giờ là 11 giờ kém rồi nó mới dậy mà nó đòi ngủ tiếp. Không cho ngủ được. À không ra học nữa, học mình nữa. Tin chứ. Tin tin hiểu là được. Ngu quá vậy. Rồi. Rồi chào tất cả anh em nha.